Bây giờ thì chịu thua chưa? Con chịu thua, chịu thua rồi. Cậu ba ăn gian quá, buông con ra đi. Không buông. Cậu ba buông ra. Không. Buông ra mà. Ăn nằm với bao nhiêu đứa con gái rồi, mình không nhớ con nào hết, chỉ nhớ một cảm giác với nó thôi là sao. Lần cuối tao hỏi mày, mày có quay về làm con hầu cho tao không? Có chết con cũng không làm. Tao cho mày suy nghĩ thêm một lần nữa. Cậu có cho con suy nghĩ 100 lần, 1000 lần cũng vậy thôi, con không làm. Mày đi gánh đầy hết mấy lu nước mà tao chọn. Một là làm con hầu cho tao, hai là ngày nào cũng đi gánh đầy hết mấy lu nước. Mày đi đâu tao chưa nói xong. Con đi gánh nước. Mày đúng là cậu ba đi du học nước ngoài vậy, có khác hơn hẳn những người mà em đã từng gặp trước đây. Rất tuyệt vời. Em thích anh. Còn em thì anh vẫn thấy nhàm chán như bao nhiêu lần khác, chả có chút cảm xúc nào.
Sao lần này anh cho em nhiều quá vậy? Em cảm ơn anh. Em thấy bao nhiêu đó là nhiều sao? Dạ, nhiều lắm chứ. Nhiều đến mức em không dám mơ luôn. Mà sao hôm nay anh hào phóng với em quá vậy? Vì anh muốn hỏi em một câu. Anh cứ hỏi đi. Bao nhiêu câu cũng được. Bao nhiêu câu cũng sẵn sàng trả lời. Em mất đời con gái khi nào? Chuyện này anh hỏi là khi nào? Nói. Năm em 18 tuổi, em đã bị cậu Nam An, một người có quyền thế trong làng dự ý, cậu ấy rủ em đi chơi rồi ở với em. Cảm giác của em lúc đó ra sao? Dạ, em sợ. Em sợ cái gì? Em sợ má của cậu biết được, nghĩ là em đã quyến rũ cậu Nam An, bà ấy sẽ đánh em chết. Nhưng mà cậu ta là người đã cướp mất đời con gái của em mà. Tuy là đúng như vậy, nhưng mình phận hèn, thấp cổ bé họng, nói ai mà tin. Rồi sau đó? Cậu Nam An cho em một số tiền lớn rồi đuổi em ra khỏi xứ. Đuổi em ra khỏi xứ luôn hả? Cậu Nam An rất nghiêm. Tuy là em có nói rõ là em không cần danh phận, chỉ xin cậu cho em ở lại hầu hạ gối chăn, nhưng cậu kiên quyết đuổi em đi, nên em cũng từ đó mà lưu lạc phong trần, bước vào cuộc đời kỹ nữ phong lưu này. Vậy mà lại có người sướng không chịu hưởng, rượu mời lại không uống. Anh đang nói ai vậy? Không. Vậy bây giờ anh đã đói bụng chưa? Có muốn em gọi món gì cho anh ăn không? Hay là để em hầu anh thêm một lần nữa nha. Anh đã nói là không mà. Lũ à lũ, lũ à lũ, dì Bảy, chuyện như vậy dì Bảy? Cho dì nói chuyện một chút. Dạ. Đi con. Đi con. Đi nhẹ tiếng một chút. Ngồi đây đi con.
khuya quá. Có chuyện gì vậy dì Bảy? Dì muốn nói với con hổm rài, nhưng vì công chuyện lu bu quá, với lại nói ban ngày sợ nhiều người nghe rồi bàn vô tán vào không có tốt. Chuyện gì mà dì Bảy làm quan trọng vậy? Lũ nè, bầy nói bầy thích con Bình, có đúng không? Dì Bảy cũng biết rồi. Nói làm gì nữa. Vậy chứ bầy có thấy cả tháng nay, từ lúc con Bình đi Cà Mau về, nó có cái gì khác không? Dạ, con thấy cũng bình thường, đâu có gì đâu khác. À, hay là dì Bảy hỏi cái vụ mà Bình không còn làm con hầu cho cậu ba nữa đúng không? Ừ, dì cũng đang tính nói. Nhưng mà con có biết tại sao con Bình nó không có làm con hầu cho cậu ba nữa không? Ừ, con cũng không có hỏi. Sao mà không có quan tâm chút nào hết trơn à? Thiệt tình, tao không hiểu bây nói bây thích con người ta mà thích ở chỗ nào nữa. Ai nói con không quan tâm? Thì con thấy em Bình buồn buồn, ít nói. Vậy sao bây không hỏi nó luôn đi chứ? Đâu có, có hỏi một lần, nhưng mà thấy em Bình không có trả lời. Thấy em Bình buồn buồn, với lại con cũng biết lý do rồi, hỏi chi nữa mất công. Lý do gì? Thì chắc em Bình đi Cà Mau với cậu ba, rồi làm cho cậu ba phật ý, cậu ba phạt không cho làm con hầu nữa. Về đây bắt làm nhiều công chuyện, rồi gặp con hiểm nữa, nó cứ chọc quê hoài. Bình buồn thêm, rồi bây giờ con hỏi nữa, Bình buồn thêm nữa. Vậy con hỏi làm chi? Con nghĩ vậy hả? Dạ. Mong sao mọi chuyện cũng đơn giản như con nghĩ vậy. Ủa, đơn giản như con nghĩ? Bộ có chuyện gì phức tạp hả? Bảy biết, bảy kể con nghe. Không, dì đâu có nói gì đâu, không có gì hết. Thôi con đi ngủ đi. Dạ. Mà nè Lũ nè, con á, con cũng không có nên thân mật gần gũi với con Hiểm nghe không? Không có tốt đâu. Ủa, bảy cũng biết vụ con Hiểm thích con nữa hả? Nó lộ liễu công khai như vậy ai mà không biết. Con nhỏ này kỳ. Mà con đó, con cũng bỏ cái tật giỡn hết với con Hiểm đi. Đã nói con thích con Bình mà rồi con thân mật với nó nữa. Nè, bộ bắt cá hai tay hay không? Đâu có bảy ơi, tại con nghĩ không có gì hết, giỡn với con Hiểm thì thấy vui. Với lại làm như vậy là con Hiểm nó không có bẻ chuyện. Nói xấu con với M2 với bà chủ, vậy đỡ, có gì đâu. Mà làm như vậy không có tốt, là lợi dụng đó. Rồi con sẽ làm cho con Hiểm hiểu lầm, rồi thành ra sanh hận sau này nữa. Nếu không thích người ta thì bữa nào con lựa lời nói thẳng cho nó biết, nghe không? Dạ con biết rồi, giờ con đi ngủ nha. Thôi con đi ngủ đi. Con vô ngủ trước nha dì Bảy. Dì cũng đi ngủ sớm đi. Ngồi cầm vô nha dì Bảy. Ừ, con ngủ trước đi. Có đúng như thằng Lũ nói không? Sao mà mình thấy bất an quá, cứ như là sóng gió sắp nổi lên rồi.